Và kính thưa quý vị, để bắt đầu cho buổi lễ, em xin được kính mời lên sân khấu bác sĩ Phan Trúc, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn PV sẽ lên có bài diễn văn khai mạc chương trình. Em xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa thầy Y Hưng Dương, người quản lý trực tiếp của em, người đã mở mọi cánh cửa có thể để em có thể khai phá bản thân mình. Kính thưa quý vị quan khách, quý thầy cô, quý anh chị, quý bằng hữu, quý đối tác, các bạn và các em đang tham dự trực tiếp cũng như theo dõi online. Kính thưa anh chị em trong công ty và gia đình đã đến tham dự. Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo trên mảnh đất cố đô, nơi những điều kiện cơ bản chỉ đáp ứng ở mức sinh tồn. Điều ưu ái duy nhất mà em có được là bố mẹ em, những người chưa bao giờ nói không với việc học, và xã hội đã tạo điều kiện cho những người nghèo như em vẫn được đến trường để trang bị cho mình những phương tiện cơ bản để hòa vào dòng đời, để sinh sống và xa hơn là để phục vụ trở lại xã hội. Và em đã không để lãng phí một thời gian nào để được học. Sự học đã đưa em đi phiêu du trong những chân trời của trí tưởng tượng. Sự học cũng đã đưa em đi đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, tìm kiếm những cơ hội mới trong đời mình. Và sự học đã đưa em trở thành bác sĩ của Vinmec cũng như trở thành giảng viên của trường VUni. Nhưng hơn tất cả mọi thứ thì sự học đã giúp em hiểu hơn về bản thân mình, định hình được nhân cách và hướng em đi trong một dòng đời còn nhiều xô bồ và hỗn loạn về tư tưởng. Sự học đã giúp em có thể cứu được những số phận trong nguy nan. Đến nay họ đã cùng nhau chung tay để vun đắp cho sự ra đời của PV, nền tảng học tập chung của toàn xã hội. Chị Châu và con trai chị ấy đã hiến tặng tòa nhà để làm văn phòng cho công ty và tích cực giúp sức thành lập công ty khi giấc cơn bão bệnh. Em Hiếu đã gia nhập công ty khi em vượt qua cuộc tự sinh mà các bác sĩ Nhật Bản đã bất lực trong việc tìm ra phương án. Chị Hà, vì luật sư tài năng, người chị cả của công ty, đã cảm nhận được ý nghĩa lớn lao của nền học thuật tiến bộ khi mẹ chị sau bão thăng trầm tìm bệnh cũng đạt được cái kết đẹp. Chị Huyền Linh, anh Tùng, anh Khắc Linh, những học giả tầm cao vì nghĩa lớn đã đồng thuận với nhóm trẻ chúng em rằng một xã hội chỉ có thể đạt đến sự hạnh phúc khi những thành viên trong đó được trang bị một hệ giá trị vững chãi ở bên trong và tự do khai phóng bản thân mình. Em rất tin vào điều đó. Dù rằng mọi người vẫn nói với nhau rằng các em phải học điểm thật cao, phải có thật nhiều tiền thì các em mới được tôn trọng và các em mới thành công. Nhưng không hơn ai hết, em hiểu và trân trọng giá trị của thực học vô cùng. Và bằng trải nghiệm của bản thân, chúng em muốn góp phần nhìn nhận lại quan điểm đó, một quan điểm có thể làm đau khổ cho các em trên suốt chặng đường. Các em không cần phải gồng mình để tuân thủ một giáo điều nào cả. Các em có thể tự do khai phá bên trong của chính mình, tích lũy những gì thuộc về sở trường của mình, biết tôn trọng cảm xúc của mình, biết cách giải quyết những mâu thuẫn của mình, rồi các em sẽ tìm ra con đường của mình, thấu cảm với những nỗi đau của người khác và giúp người khác giải quyết nỗi đau đó là lúc em chính thức khởi nghiệp cho hành trình của riêng mình. Tinh thần khởi nghiệp với em, nó không phải là đứng ra mở một công ty, mà là tinh thần sẵn sàng đứng ra chịu trách nhiệm và tìm giải pháp cho những vấn đề của cá nhân mình, của gia đình mình, của đơn vị mình, bất kể mình ở bộ phận nào, mà không than vãn đổ lỗi cho người khác hay thời cuộc. Hay nói cách khác, khởi nghiệp chính là thấu cảm với nỗi đau và hành động vì nỗi đau đó. Và một xã hội khi có càng nhiều hơn những người khởi nghiệp là có càng nhiều hơn những người bước ra sóng gió để tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác, và xã hội ấy sẽ ít gánh nặng hơn và sẽ hưng thịnh hơn. Làm sao để có ngày càng nhiều hơn những người trẻ được lớn lên với một tư duy hoàn thiện là một đề bài lớn nhất của dự án này. Thật khó để nói rằng như thế nào là hoàn thiện, nhưng với trải nghiệm đã qua, em tin rằng có công thức để phát triển năng lực tư duy của người trẻ. Mà trải nghiệm lớn nhất đưa em đến niềm tin ấy là những ngày em còn dạy luyện thi đại học cho các em học sinh phổ thông ở quê nhà. Em đã có thể biến một học sinh học lực kém trở thành một sĩ quan quân đội thành tích xuất sắc, được giữ lại trường và nhiều em khác nữa. Thời gian đó để giúp em nhận ra năng lực tư duy của học trò Việt không hề kém, mà chỉ cần thay đổi phương pháp tiếp cận vấn đề, các em có thể học bất cứ thứ gì. Để giải bài toán đó cần thiết phải có một nền tảng trực tuyến đủ để khả năng tiếp cận trên quy mô lớn giúp hạ giá thành và xóa nhòa rào cản tiếp cận tri thức giữa các vùng địa lý khác nhau. Nền tảng ấy phải đủ khả năng tập hợp được giới trí thức tinh hoa của Việt Nam trên khắp thế giới, vừa truyền thụ tri thức, vừa cố vấn trực tiếp cho từng em học viên, theo một định hướng được thiết kế phù hợp với đặc thù phát triển của học sinh trong nước, và phải có tính toàn diện để thay đổi một cách có ý nghĩa nền tảng tri thức và tư duy của học trò Việt. PV là câu trả lời của nhóm hành động cho những nỗi niềm chất chứa từ lâu của những người học thuật chân chính. PV với việc tập trung trang bị những nền tảng thiết yếu cho một cá nhân bước vào đời, hay chính xác hơn là bước vào hành trang khởi nghiệp, Vì chúng em mong muốn sau khi tốt nghiệp ở PV, các em sẽ là người đứng ra làm chủ cho chính cuộc đời mình, một trong những giá trị cốt lõi của tổ chức. PV sẽ cung cấp cho những người học những hiểu biết đủ sâu sắc về chuyên môn, đủ vững vàng về ngoại ngữ, đủ kỹ năng mềm để giải quyết những quan hệ phát sinh bên trong cũng như bên ngoài. Sau đó là những nền tảng cơ bản về kinh tế và luật pháp để tự tin bước ra biển lớn. Điểm mấu chốt nhất là những gì được truyền tải trên PV sẽ là những gì thực tiễn nhất đã được chính các chuyên gia tổng kết, mà không phải là hàng hà sa số những nghiên cứu, thử nghiệm hay lý thuyết. Em muốn rút ngắn thời gian truyền tải tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng cho giới trẻ để các em đủ thời gian để tự mình tiếp tục phát triển những trải nghiệm và giá trị của mình, rồi tự mình đi tìm đường lập nghiệp. Sự nghiệp ấy là một sự nghiệp của toàn xã hội. Bản thân em và đội ngũ sẽ chẳng thể làm được gì nếu không có sự cho phép, đồng thuận, góp ý và góp sức của toàn thể lãnh đạo, thầy cô, chuyên gia, phụ huynh, những người yêu Việt Nam và tâm thức luôn hướng về quê hương ở khắp nơi trên thế giới. Bước dài trên đường cất cánh là slogan mà công ty lựa chọn, là thông điệp nhấn mạnh đến toàn thể thành viên, học viên về một chặng đường cần nhiều hơn những sự chuẩn bị ở bên trong trước khi tông cánh vào đời. Sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách, thất vọng và nguy nan đang chờ chúng em phía trước. Nhưng điều đó chỉ là một bước dài thêm cho chặng đường giúp tri thức Việt được cất cánh. Em xin tuyên bố cho sự ra đời của PV, một nền tảng hướng đến toàn thể xã hội. Em mong PV sẽ được chính cộng đồng nuôi dưỡng và được đưa đường dẫn lối để hòa vào dòng chảy đang thúc đẩy Việt Nam đi lên. Một lần nữa xin gửi lời tri ân sâu sắc đến toàn bộ quý vị quan khách. Kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến quý vị. Em xin trân trọng kính chào.